Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, 3 tháng 11 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin qua trình đốm gồm có phần tin đáng chú ý, phần vận động đồng hương đi bầu với Võ Thành Nhân và Tường Vi, và sau cùng là phần phỏng vấn của Nguyễn Đình Toàn với Linh Mục Nguyễn Xuân Quýnh để tìm hiểu về quá trình phong thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Đề tài trên lá phiếu về phá thai, ma túy và súng có thể nâng cao số người đi bầu. Có tất cả 147 biện pháp trên phiếu bầu khắp nước, kể cả việc phá thai, súng và marijuana, sẽ được biểu quyết vào ngày mai là những vấn đề chính yếu có tiềm năng ảnh hưởng tới số cử tri tham gia tại các tiểu bang và các cuộc tranh cử trên toàn quốc. Cử tri ở Alaska, Oregon và District of Columbia sẽ biểu quyết về các biện pháp cho phép người lớn sử dụng marijuana để giải trí. Và tại Florida, cư dân sẽ quyết định có nên làm cho tiểu bang này trở thành tiểu bang thứ 24 cho phép sử dụng marijuana vì lý do y khoa hay không. Tại Colorado, một bản tu chính về đời sống con người sẽ cho cộng thêm phôi thai vào việc bảo vệ bởi luật lệ của tiểu bang, vốn có thể đưa tới lệnh cấm phá thai. Những biện pháp tương tự cũng được ghi trên lá phiếu ở North Dakota và Tennessee. Tại Massachusetts, cử tri sẽ quyết định biện pháp hủy bỏ luật năm 2011, cho phép phát triển doanh nghiệp về máy chơi bài tại ba sòng bạc hiện chưa có tại tiểu bang. Cử tri ở Washington đối đầu với hai biện pháp liên quan tới súng, một là kiểm tra lý lịch cho tất cả mọi cuộc bán và chuyển nhượng súng, và hai là ngăn chặn bất cứ việc bành trướng nào như thế trong việc mua súng từ những người bán riêng tư. Ông Obama đẩy mạnh cuộc vận động cuối cùng để hy vọng đảo ngược tình hình thất cử. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đẩy mạnh cuộc vận động chót để giúp các đảng viên Dân Chủ đang phấn đấu trước cuộc bầu cử bán kỳ vào ngày mai, khi ông dừng chân tại Connecticut và Pennsylvania để cố đảo ngược tình hình bầu cử như trong cuộc bầu cử hồi năm 2010. Ông Obama khởi sự ở Connecticut là nơi Thống đốc Dân Chủ Dan Manloy đang tranh cử khít khao với đối thủ Cộng hòa Tom Foley. Bản thăm dò trung bình của Real Clear Politics cho thấy ông Manloy đang dẫn trước 0,7 điểm. Bài nói chuyện của ông Obama đã bị gián đoạn ít nhất 3 lần bởi những người chất vấn về chính sách di trú của ông. Đang xem xét tới pháp lệnh để dẹp bỏ đe dọa trục xuất hàng triệu di dân không có giấy tờ, Tổng thống cho biết vấn đề này nhấn mạnh tới nhu cầu bỏ phiếu vào ngày mai. Ghi nhận phe Cộng hòa tại Hạ viện đã ngăn chặn luật cải tổ di trú, ông Obama cho rằng đây là một phần của lý do tại sao việc bầu cử là rất quan trọng. Sau chặng dừng chân ở Connecticut, ông Obama dự trù đến Philadelphia tham dự một cuộc tập họp với ông Tom Wolf, người đang dẫn 11 điểm vững vàng trước Thống đốc Cộng hòa Tom Corbett trong cuộc tranh cử thống đốc của Pennsylvania. Hoa Kỳ dò thám chế độ Syria để lấy dữ liệu về ISIL. Theo báo Wall Street Journal, hạ tầng cơ sở gián điệp được Hoa Kỳ thiết lập để theo dõi chế độ Syria đang thu thập được tin tình báo không ngờ về ISIL. Những dữ liệu từ các cuộc liên lạc bắt được đã giúp hướng dẫn những cuộc hành quân Mỹ tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, chắc các nhà hoạch định quân sự Mỹ không có niềm tin lớn trong các cuộc liên lạc bắt được và tỏ ra nghi ngờ về những cuộc liên lạc đó. Các dữ liệu ban đầu được dùng để củng cố những tin tình báo khác, và cả hai đều dựa trên những nguồn tin công khai lẫn bí mật. Báo Wall Street Journal còn cho biết các viên chức Mỹ đã bàn cãi một lần nữa về việc có nên cho phép cơ quan CIA vào Syria hay không, và họ kết luận rằng điều này sẽ quá rủi ro bởi vì Hoa Kỳ không có quân đội hiện diện trên bộ ở đó để bảo vệ họ khỏi những lực lượng thù nghịch. Và vì những lo ngại này, các cơ quan tình báo Mỹ gia tăng dựa vào những kẻ đại diện để dò thám, và phiến quân Syria mà CIA đang huấn luyện trong hơn một năm qua là nguồn thông tin chính trên bộ. Kính thưa quý khán thính giả, tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi phần vận động đồng hương đi bầu với Võ Thành Nhân và Tường Vi. Tường Vi xin kính chào quý vị. Đến với bản tin đặc biệt ngày hôm nay, Tường Vi xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của Tường Vi với anh Võ Thành Nhân để tìm hiểu thêm về sức mạnh của những lá phiếu của người Việt tại tiểu bang Virginia. Tường Vi xin chào anh Võ Thành Nhân. Xin được chào Tường Vi và xin được kính chào tất cả quý vị. Anh Võ Thành Nhân được biết là thứ tư vừa rồi đó, là vào ngày 29 tháng 10 thì tại tiểu bang Virginia ở quận Fairfax là có một cái buổi họp báo để vận động cho cuộc bầu cử của thứ ba tuần tới. Vậy xin anh cho biết cái nội dung của ngày hôm đó. Trước hết là chúng ta thấy là ngày mai là ngày bầu cử. Ngày mai là ngày bầu cử là cái ngày rất là quan trọng, ngày 4 tháng 11, dạ thưa quý vị. Và thứ tư vừa rồi đó thì chúng tôi có dịp để mà đến lại cái văn phòng của quận Fairfax. Thì chúng tôi đến đó, ở cái nơi đó, cái phòng 315 đó, thì chúng tôi đã thấy rất là đông những người ký giả của người Á Châu
ký giả Á Châu. Có nghĩa là quận Phe Phát rất là quan tâm tới lá phiếu của những người Á Châu. Và chúng tôi ghi nhận là cái sự quan tâm này đã đưa đến một cái bà quận trưởng và những cái người thành viên ở trong cái ban vận động, ban tổ chức bầu cử. Tức là họ làm như thế nào đó mà chúng ta có thể gọi là một cái cuộc bầu cử thành công. Có nghĩa là cuộc bầu cử có đông người đi bầu. Đối với họ, họ không cần biết ai thắng, không cần biết ai thua. Chỉ làm như thế nào đó mà cái cuộc vận động của họ được có nhiều người, có cái điều kiện để mà đi bầu. Do đó ngày hôm đó họ nói ra những cái luật lệ của đi bầu và đặc biệt họ chú trọng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta đi bầu năm nay ở tại tiểu bang Virginia, chúng ta phải có một cái thẻ căn cước hoặc cái thẻ ID, cái bằng lái xe hay là một cái thẻ gì đó mà trong đó có hình do chính phủ cấp cho chúng ta. Do đó nên đó, khi mà chúng ta có cái hình, có cái thẻ như vậy đó, mà nếu trường hợp chúng ta không có thì họ cũng tìm cái phương tiện để mà giúp chúng ta có một cái temporary ID, có nghĩa là có một cái giấy căn cước hoặc cái thẻ gì đó tạm thời để mà chúng ta có được đi bầu. Do đó nên phải đem theo cái giấy chứng minh mà có hình, đó là có cái điều hình, quan trọng, tên tuổi ngày sinh, rất là quan trọng để mà nói lên được cái điều đó là cái điều mà bà quận trưởng mới nhắc. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng đó là có hai cái câu hỏi rất là quan trọng mà chúng ta phải bầu, hoặc là chúng ta vote for, chúng ta against, có nghĩa là chúng ta say yes hoặc là say no, chúng ta chống hoặc là chúng ta không chống. Cái thứ nhất là vấn đề tài khoản dành cho vấn đề giao thông. Cái thứ hai là tiền trợ cấp cho những cô nhi quả phụ, những người mà có chồng chẳng may mất ở trong chiến tranh thì họ có được, nên được hưởng những cái món tiền đó hay không, và chúng ta có cái cách để mà chúng ta giúp họ, hoặc là chúng ta không đồng ý với cái luật đó thì chúng ta yes or no. Thì cái điều đó là những cái điều mà chúng ta thấy được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Vậy thì ngoài những cái đó đó thì cái nhận định của anh về cái lá phiếu của người Việt tại nước Mỹ nói chung mà tại Virginia mình nói riêng á, thì nó quan cái tầm quan trọng nó cỡ nào, tại sao người Việt của mình nên đi bầu cử? Khi mà chúng ta nói lá phiếu Latino thì trong vấn đề di dân, lá phiếu của người da đen thì nó ảnh hưởng tới đời sống xã hội, ảnh hưởng những cái trợ cấp hay là những cái quyền để mà được đi làm, hay là những cái quỹ để mà họ có cái cơ hội đồng đều để họ bình đẳng với lại giống như khác. Lá phiếu của người da trắng, lá phiếu của những cái cử tri của những sắc dân khác nhau đều có những cái ảnh hưởng quan trọng hết. Riêng cái lá phiếu của người Việt chúng ta thì những cái quan tâm của chúng ta thì thường thường những người ứng cử viên hay là những người giúp vận động chúng ta đi bầu thì chúng tôi nhìn làm hai việc khác nhau. Thứ nhất, cái nhóm mà vận động chúng ta đi bầu đó là cái nhóm đó là cái những cái nhóm chúng ta gọi là họ đứng ở giữa, họ chỉ muốn có nhiều người đi bầu thôi. Thì năm nay một cái nỗ lực rất là quan trọng là quận Phe Phát họ có những cái tài liệu bằng tiếng Việt, họ có những cái bản chỉ dẫn bằng tiếng Việt. Và lần thứ nhất là năm ngoái, là kỳ trước đó, thì có người Đại Hàn, năm nay thì có thêm người Việt Nam, do đó thì chúng ta là cái nhóm thứ hai. Cái nỗ lực này cũng phải nói rằng là do những người Việt Nam của chúng ta đến với lại quận Phe Phát để mà giúp cho họ để có đi. Thì chúng tôi ghi nhận chị Nguyễn Thị Ngọc Giao đã giúp cho cái chương trình này, và cái cơ hội mà chúng ta có được cái sự gần gũi như vậy thì cũng phải có những người thiện nguyện giống như chị Giao và anh Nguyễn Quốc Hùng, những người mà rất là gần gũi với lại người Việt Nam chúng ta, tạo điều kiện thì chúng ta mới có được cái ngôn ngữ chúng ta trong những cái ngày đi bầu, chúng thấy được tiếng Việt. Và một trong những vấn đề quan trọng nhất mà người Việt chúng ta năm nay rất để ý đó là việc đi bầu. Và như quý vị đã biết là lá phiếu là cái quyền lợi duy nhất để nâng chúng ta lên ngang với tất cả mọi công dân tại Hoa Kỳ, kể cả những người quyền chức lớn nhất như ông Obama. Cái lá phiếu của người dân cũng ngang với lá phiếu của một vị tổng thống. Cho nên khi chúng ta đi bỏ phiếu là chúng ta sử dụng cái quyền của người dân của mình, một quyền rất quan trọng và rất quý. Trên cả thế giới này, chỉ có nước Mỹ là có sự tôn trọng đó. Nhưng riêng tại quận Fairfax, thì như quý vị đã nghe ông Mark Kim nói, họ không bị bắt buộc phải làm, luật không bắt họ làm. Nhưng chính bà Bulova đã tự động dịch ra tiếng Việt. Chúng ta thấy có những hàng chữ tiếng Việt và có cái thẻ bằng tiếng Việt để cho đồng bào Việt Nam mình, những ai không biết tiếng Anh, có thể theo dõi. Và đặc biệt năm nay, trong lá phiếu tại quận Fairfax, có phần tiếng Việt về những cái tu chính pháp hay là cái amendment. Nhưng mà cái chỗ mà chúng ta đi bầu nó sẽ ở trong cái lá phiếu, nó không có bằng tiếng Việt, nó chưa có những cái giải thích trong đó, nhưng mà ở ngoài thì có. Do đó nên và có những cái đường hotline mà chúng ta có thể gọi để mà chúng ta trong lúc bầu cử đó anh. Trong lúc không nghe lúc chúng ta đi bầu thì trong đó những cái sự chỉ dẫn ở trên cái bàn bỏ phiếu thì không có. Nhưng mà chúng ta có những cái hotline chúng ta có thể gọi trước. Và quý vị thấy là nếu mà ngày hôm nay quý vị có câu hỏi gì cũng có thể gọi trên cái màn hình, chúng tôi đang có cái số để mà quý vị gọi vào để mà nói rằng tôi muốn nói biết được bằng tiếng Việt, xin nói tiếng Việt với tôi, thì cái hotline bằng tiếng Việt đó giúp chúng ta, mà đây là lần đầu tiên chúng ta có. Do đó nên nói về phía chính quyền thì họ rất
họ tạo đủ điều kiện để chúng ta đi bầu. Do đó quý đồng hương phải đi bầu vào ngày mai, bắt buộc chúng ta phải đi bầu. Nhưng mà khi nói tới cái sức mạnh của lá phiếu chúng ta đó, thì sức mạnh của những lá phiếu của chúng ta đó, khi mà chúng ta đi bầu vào những cái giữa mùa như vậy đó, thì cái tỷ lệ người đi bầu thường thường ít, mà chúng ta đi bầu đông thì cái tỷ lệ của chúng ta nó nâng lên. Nó tỷ làm lệ cho của cái, người Việt đó phải không anh Nhân? Dạ. Và ai cũng nói rằng là cái bầu cử giữa mùa, những người Việt Nam đi bầu vào những cái mùa bầu cử như vậy, cái swing vote của chúng ta rất là quan trọng, và nó sẽ thay đổi được những người lãnh đạo, cái người đại diện cho chúng ta làm những cái chính sách, đặc biệt những cái chính sách có lợi cho những cái khuynh hướng mà chúng ta đang mong muốn, giống như những cái chính sách mà có liên quan tới vấn đề cấm vận vũ khí, bán vũ khí cho sát thương cho Việt Nam, hay là những chính sách mà chúng ta muốn đòi được để có được nhân quyền cho đất nước chúng ta, hay là vấn đề giáo dục cho con em chúng ta, vấn đề sức khỏe, vấn đề làm thế nào để có những cái bảo hiểm sức khỏe mà chúng ta có thể ở tại nhà, chúng ta có thể nuôi dưỡng hay là cung cấp những cái phương tiện cho cha mẹ chúng ta khi lớn tuổi. Cái đó đều nằm trong cái lá phiếu của chúng ta. Đó là lý do mà tại sao người Việt chúng ta giữ một cái giai đoạn then chốt trong cái tiếng nói của mình qua cái lá phiếu. Dạ, thì theo như Tường Vi được biết là cũng có vài người đồng hương thì nghĩ là tôi không có quan tâm tới chính trị, thì bầu cử ai thắng cũng được, ai thua cũng được. Thì theo anh Nhân thì anh Nhân nghĩ sao? Cái vấn đề chính trị của họ thì họ nghĩ rằng có nghĩa là một cái người đi làm chính trị là một cái người muốn tham gia những cái tổ chức đảng phái để làm những cái vai trò này vai trò kia, nắm giữ những cái chức vụ để mà khuynh lót hay làm cái gì đó, nó gọi là những cái chính trị. Nhưng mà thái độ chính trị là một cái sự suy nghĩ rất là tốt. Thái độ chính trị là một cái sự hiểu biết về nguồn máy chính quyền. Thái độ chính trị là một cái sự thông suốt về vấn đề chính sách. Thái độ chính trị là những người có một cái sự quan tâm tới những người chung quanh của mình, thì đi bầu là một trong những hành động bày tỏ được cái sự quan tâm của mình đối với đất nước của mình. Thái độ chính trị của mình là muốn bày tỏ được cái quyền của người công dân mà phải được đi bầu. Chúng ta vận động cho một cái đất nước Việt Nam có được tự do dân chủ, mà ở Mỹ chúng ta không bao giờ tập để mà đi bầu hay là đi bầu hết. Chúng ta cứ nói là có người khác bầu rồi, lá phiếu của mình nó nhỏ không quan trọng. Thì chúng tôi nghĩ cái đó rất là sai lầm. Mình muốn có một cái Việt Nam, một đất nước thật sự tự do dân chủ, thì chúng ta ngay lúc này ở tại những cái quê hương xa xôi, chúng ta đã biết cách để mà thực hành nó. Và khi mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ hữu hiệu hơn cho đất nước của chúng ta. Cảm ơn anh Võ Thành Nhân. Quý vị vừa theo dõi về phần phỏng vấn của Tường Vi với anh Võ Thành Nhân để tìm hiểu thêm về sức mạnh của lá phiếu người Việt tại tiểu bang Virginia. Tường Vi và anh Võ Thành Nhân xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Qua Trình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always Live, Always On. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân. Bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạch Trình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của Nguyễn Đình Toàn với Linh Mục Nguyễn Xuân Quýnh để tìm hiểu về quá trình phong thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, trong những năm vừa qua, chúng ta nghe nói rất nhiều đến vấn đề vận động phong thánh cho Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tiến trình phong thánh đó như thế nào và công việc đó đã và đang tiến hành đến đâu? Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với Linh Mục Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh, Phó Chủ tịch của Quỹ Phong Thánh Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận,
Chúng tôi mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, chúng con xin kính chào cha Nguyễn Xuân Quýnh ạ. Vâng, xin chào ông. Thưa cha, chúng con được biết là ngày 9 tháng 11 năm 2014 tới đây, quỹ sẽ tổ chức một bữa cơm hay là bữa tiệc gây quỹ tại vùng Virginia, đó là vùng Hòa Thịnh Đốn. Nhân dịp này thì cha có thể giới thiệu sơ qua về quỹ, cũng như là xin trao cho biết là những ân nhân mà họ đóng góp vào cái quỹ này thì có được miễn hay giảm thuế gì đó không, thưa cha? Tiến trình phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã qua được cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sơ khởi, sang cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn điều tra tại giáo phận Roma, giai đoạn thứ ba là giai đoạn điều tra tại các nơi mà Đức Hồng Y đã sinh hoạt, và hiện nay là đang được đúc kết để rồi chờ đưa về gửi về bộ phong thánh. Cái quỹ phong thánh đã được gọi là non-profit organization 501c, nên là các cái ân nhân mà cho từ $250 trở lên thì sẽ được trừ thuế. Thưa cha, vậy thì cha có thể cho khán giả được biết là đến giờ phút này thì quỹ của mình đã gây được bao nhiêu tiền, và cái số tiền đó chúng con được nghe nói là sẽ gửi về cho Bộ Công lý và Hòa Bình. Cái chi tiết nó như thế nào thì cha có thể chia sẻ với thính giả của FPTN được không, thưa cha? Cái số tiền mà cho tới nay đó là quỹ phong thánh đã gây được trên $700,000, và chúng tôi đã gửi về cho tới tháng 6 năm 2014 vừa qua là gần nửa triệu. Thưa cha, theo cha dự tính á, thì cái số tiền bao nhiêu thì mới đủ cho cái tiến trình phong thánh này? Và hình như có vẻ như là cái số tiền nó hơi lớn, phải không thưa cha? Thưa, chúng tôi không biết là từ dịp này cho tới khi Ngài được phong Á Thánh sẽ tốn bao nhiêu. Nhưng mà những cái phí tổn như thế này là phí tổn điều tra, rồi phí tổn tổ chức các cái lễ cho Ngài, cũng như là phí tổn mà gửi người đi điều tra tại các nơi mà Ngài sinh hoạt, những người thông dịch từ, và phải trả lương cho các nhân viên đang làm cái dự án phong thánh cho Ngài, đặc biệt là một ông luật sư. Không phải ông chỉ lo cho một mình Đức Hồng Y Thuận, mà ông lo cho nhiều vị thánh khác nữa. Vì vậy họ chia sẻ cái số tiền lương ra. Như thế trong năm nguyên năm vừa qua là Đức Hồng Y Thurston là chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình đã xin chúng tôi trên 100,000. Và rất có thể là từ nay cho đến khi được phong Á Thánh, số tiền lại nhiều hơn nữa. Rồi từ phong Á Thánh cho tới khi đúc kết hồ sơ để phong Hiển Thánh, chúng tôi còn nhiều hơn nữa mà chúng tôi không biết. Thì cứ đến khi nào Đức Hồng Y Thurston Ngài gửi thư qua và Ngài bảo xin quỹ của chúng tôi cung cấp cho Ngài bao nhiêu tiền thì chúng tôi cứ vâng lời gửi qua cho Ngài. Thưa cha, vậy thì trong quá trình xúc tiến cái việc mà gọi là vận động phong thánh cho cố Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đó, thì cái ủy ban vận động có gặp những cái trở ngại gì, khó khăn hay là những cái thuận lợi gì không, thưa cha? Về vấn đề tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y, ngay cả vấn đề điều tra về đời sống của Ngài, những sách vở mà Ngài đã viết rất thuận lợi. Và hiện nay, ngay cả vấn đề mà chúng ta gọi là phép lạ đối với giáo phận Roma là họ cũng cho như là rất thuận lợi và đang chờ để đúc kết giai đoạn cuối cùng chuyển qua bộ phong thánh để xin bộ phong thánh chấp thuận. Thưa cha, riêng về cái quỹ phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đó, thì có gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn nào trong cái quá trình từ khi thành lập cho đến bây giờ, thì xin cha cho khán giả được biết. Chúng tôi không gặp những cái khó khăn về vấn đề làm sao để quyên tiền, nhưng mà vì tại sao vậy? Bởi vì giáo dân Việt Nam của chúng ta ở bên Mỹ này rất quý mến Đức Hồng Y, và
anh em linh mục Việt Nam cũng rất sẵn sàng để giúp cho cái hội của chúng tôi trong vấn đề chúng tôi xin gây quỹ tại các nơi của các ngài. Ngay cả các giám mục Mỹ, các ngài cũng ủng hộ. Và nếu chúng tôi viết thư qua, chẳng hạn như ở Houston vừa qua, thì giám mục đã thông báo cho các cha ở trong địa phận Houston là để cho cái hội, cái quỹ foundation của chúng tôi được tổ chức. À, chúng con được biết là ngày 9 tháng 11 năm 2014 tới đây, quỹ phong thánh cho cố đức hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sẽ tổ chức một cái bữa cơm gây quỹ tại Phôn Chớp, Virginia. Nhân dịp này, xin cha có điều gì muốn chia sẻ với thính giả cũng như là khán giả của FBTN nói chung và đồng bào mình ở vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng? Chúng con xin mời cha. Bữa tiệc gây quỹ đó sẽ được tổ chức tại Falls Church vào ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 11 tới đây và bắt đầu từ 6 giờ tối. Đấy, vì vậy chúng tôi rất ước ao là các quý vị thính giả và khán giả vì thương mến Đức Hồng Y mua vé ủng hộ, và quý vị nào mà không có thể đi tham dự được thì tôi cũng xin, nếu mà có lòng quý mến Đức Hồng Y mà muốn gửi tiền về để trợ giúp cho cái quỹ phong thánh thì xin liên lạc với cô Lê Thu Hằng trong cái điện thoại là 703-489-0853. Cô Lê Thu Hằng 703-489-0853. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha Nguyễn Xuân Quýnh, phó chủ tịch của quỹ phong thánh cho cố hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã dành cho FBTN chúng con một cái buổi nói chuyện. Xin cha lên tiếng chào từ biệt khán và thính giả của đài. Trước hết tôi xin gửi lời kính chào tất cả quý vị thính giả và khán giả của đài đã nghe cái lời chia sẻ của tôi, và đặc biệt tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và những quý vị ân nhân hoặc là đến tham dự cái bữa tiệc gây quỹ ngày 9 tháng 11 hoặc là vì yêu quý Đức Hồng Y đã gửi hoặc sẽ gửi về cho cái Foundation Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả và khán giả. Quý khán thính giả vừa theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Xuân Quýnh, Phó Chủ tịch của Quỹ Phong Thánh cho Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào những phóng sự lần tới. Xin kính chào tạm biệt. Thông báo để chương trình cuộc thi Vườn Thơ Nhạc do Báo Việt Trẻ tổ chức được thêm phong phú, kính mời quý vị văn thi hữu, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp hãy ghi danh dự thi Văn Thơ Nhạc có giải thưởng. Giải nhất trị giá 1.000 đồng, giải nhì 300 đồng, giải ba 150 đồng của chương trình kỷ niệm đệ nhị chu niên của tuần báo Việt Trẻ được tổ chức tại Sài Gòn Maxim Restaurant số 612-632 Washington Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19147. Chương trình bao gồm đại nhạc hội, dạ tiệc, dạ vũ, ca nhạc, hài kịch, ảo thuật, tân cổ giao duyên do những nghệ sĩ tài danh chuyên nghiệp đến từ California. Đặc biệt, chương trình còn có xổ số trúng thưởng 5.000 đồng tiền mặt và hàng trăm giải thưởng có trị giá khác. Để tiện việc đón tiếp chu đáo, quý vị muốn ghi danh dự thi Văn Thơ Nhạc xin liên lạc chúng tôi qua số điện thoại 202-657-8654 hoặc qua email phongthuvntp14@gmail.com. Thời hạn ghi danh dự thi đến trước ngày 11 tháng 11 năm 2014. Đặc biệt, dành cho khách tham dự chương trình sẽ được miễn phí vé vào cửa đồng hạng, chỉ dành cho quý khách đến trước 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 11 năm 2014. Quý vị muốn bảo trợ đặt bàn mua vé, xin gọi Tony Nguyễn 716-704-8787 hoặc 215-767-4353.
Cộng đồng người Việt Detroit xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Cảm Ơn Anh, Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 7 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2014 để cùng chia sẻ và vinh danh các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ một phần thân thể của mình trong cuộc chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do dân chủ tại Bellagio, số 4100X14 Mount Road, Warren, Michigan với sự góp mặt của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và Tường Vì. Mọi chi tiết đóng góp xin liên lạc Trần Định 313-574-9050 hay Nhị Đào 586-945-9281. Tôi là nạn nhân của ung thư vú. Tôi bị ung thư gan và bác sĩ nói tôi chỉ còn 20 ngày để sống. Tôi bị ung thư ruột ở lứa tuổi 42, huyết áp cao và chán nản vì bệnh tật này. Hoàng bị ung thư bao tử. Tôi là nạn nhân của ung thư bao tử. Tôi đã bị ung thư nhiếp hội tuyến thời kỳ cuối và bị mất ngủ triền miên. Công ty J sẽ đồng hành cùng chúng ta với Super Fucodon chi dược tảo 180 viên, 375mg double dose, phối hợp cùng đơn dương tảo, làm thành công thức độc quyền duy nhất trên thế giới, khắc phục và chế ngự tất cả các căn bệnh hiểm nghèo, những triệu chứng nan y, giúp chúng ta khép lại cánh cửa lão hóa của thời gian, bảo vệ tất cả các tế bào ung thư để bước vào quá trình tự hủy diệt. Đơn dương tảo Chlorella cung cấp sức đề kháng miễn nhiễm mãnh liệt hơn bao giờ hết, đầy độc tố và mang thật nhiều vitamins tự nhiên nuôi sống lại mỗi một tế bào. 2 tuần sau khi tôi uống thuốc, tôi đã khỏe mạnh hơn nhiều. Thần dược này rất hiệu nghiệm cho căn bệnh của tôi. Chỉ trong 9 tháng điều trị bằng thần dược này, biếu ung thư ruột đã tan biến mất. Chỉ trong vòng 4 tuần, số chỉ PSA đã giảm hơn 50%. Tôi như được ban lại một cuộc đời mới một lần nữa. Cảm ơn Super Fucodon chi dược tảo của Jade đã giúp cho Nhung vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Cảm ơn Jade với Super Fucodon. Hoàng rất tự tin và không cần sợ hãi chứng bệnh nan y này. Đúng vậy, chỉ có Jade giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tình đống xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.